chung thì cũng có nhiều làm đò. Dạ. Nói chung cuộc sống nó cũng ba chìm bảy nổi, bốn đen đen. Em đã từng có hai mối tình rồi, 11 năm với em bé. Mời bạn nam. Xin chào Quyền Linh, Cát Tường cùng tất cả các khán thính giả trong phòng. Dạ. Xin chào. Dạ, chào anh ạ. Rồi, xin chào anh Quyền Linh. Chào anh. Chào. Rồi, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Bạn bên kia cũng đã xuất hiện. Bây giờ bắt đầu mình ưu tiên cho anh. Tôi là Trần Thái Quang, năm nay 53 tuổi, tuổi mèo. Mạng Kim là kỹ sư công nghệ thông tin, cử nhân Anh Văn và nhạc sĩ sáng tác, làm việc tại tất cả các công ty ở quận 6 và quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh với vai trò cố vấn, trong đó có một công ty với chức danh phó giám đốc. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Rồi. Mời bạn nữ giới thiệu. Em tên Thái Nguyệt, em là nhân viên kế toán của ngân hàng. Năm nay em 37 tuổi. Rồi, tuổi gì, mạng gì, giới thiệu luôn. Em tuổi Kỷ Mùi, em mạng Hỏa. Rồi, bây giờ mình trò chuyện chút xíu. Anh 53 tuổi thiệt á hả? Sao trẻ quá, trẻ hơn Linh luôn ta. Chà, cảm ơn Quyền Linh nhiều lắm. Không thật mà, trẻ ghê luôn á. Nhưng cũng phải hỏi anh nha, 53 tuổi thì mình trải qua lần đò gì đó anh? Nói chung thì cũng có nhiều lần đò. Dạ. Nói chung cuộc sống nó cũng ba chìm bảy nổi, bốn đen đen. Từng người tình bỏ ta đi những dòng sông nhỏ. Dạ. Nói chung mà giờ đúng số không là... được may mắn trong tình yêu. Vậy thì anh có mấy cháu gì không? Chưa lập gia đình mà làm sao có con. Chưa lập gia đình vậy mà nãy giờ nó làm trò tưởng đâu là chưa. Trời ơi, mừng chưa quá. Chưa lập gia đình. Vậy là chưa qua lần đò nào hết. Nghe tâm sự của ảnh cũng có khá khá mối tình. Thế còn mình thì sao? 37 tuổi đối với phụ nữ cũng không phải là nhỏ. Em đã từng có hai mối tình rồi. Một mối tình 5 năm, mối tình 6 năm. Hai mối tình là hết 11 năm. 11 năm em bé luôn. Rồi bây giờ kết thúc cái mối tình thứ hai tới bây giờ là được bao lâu rồi? Cũng được 3 năm rồi. Rồi tại sao 3 năm qua cũng không có được mối tình mới nào nữa hả? Lý do tại sao vậy bạn? Lý do là tại vì em không có tin tưởng nữa, hay là em cảm thấy em buồn quá, em không muốn nữa. Sau này thì em mua nhà rồi, em sống riêng một mình rồi, tự nhiên em thấy buồn rồi, em cần có một người bạn. Nên em xin đăng ký tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Wow, dạ. Trải qua hai mối tình 11 năm anh Linh. Dễ sợ luôn. Anh có mối tình nào sâu đậm mà kéo dài không năm không anh? Có một mối tình đậm với một cô Kiều ở bên Mỹ. Dạ. Nhưng mà không đến được tại vì cô ta bắt tôi chờ đợi quá lâu. Chờ đợi bao lâu? Chờ đợi khoảng chừng 4 năm. Vậy thì ngọn lửa tình yêu nó tắt liệm trong anh hả? Nhưng mà tôi cũng cố gắng bằng các ca khúc cho tôi sáng tác để có gì hâm nóng lại cái ngọn lửa tình yêu trong lòng mình. Anh ơi, bên đây cũng cần hâm nóng lại và bên đây là thích nghe đàn nghe hát. Bây giờ anh trổ tài luôn đi anh, thử coi có hâm lại nóng được chút nào rồi mình trò chuyện tiếp anh ơi. Bây giờ tôi xin hát cái bài Tình Yêu Tuổi Ngày Thơ, viết về mối tình đầu tiên. Sáng ấy tôi thấy em đạp xe trên con đường dài, mảnh nón nghiêng nghiêng ép, tóc em bay vờn trong nắng mai. Tà áo trắng, nét thơ ngây, làng môi xinh xinh mỉm cười. Đôi chân ngà, nâng gót nhẹ, tâm hồn bao ước mơ. Tay nâng niu cặp sách mới, đi tung tăng lòng phơi phới, bước chân đến trường lòng ai thêm vấn vương. Anh như mây hồng trong nắng, em như một cành lan trắng ngát hương cuộc đời. Lòng ơi ta lắng nghe, la 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 la. Nói chung là nhạc sĩ ở đây hát không có hay bằng ca sĩ. Quyền Linh cũng không, và các bạn thông cảm. Yeah. Chủ yếu là nhạc, cảm xúc anh à. Hát sao tự nhiên nó vui đời, yêu đời quá nhỉ, vui tươi quá nhỉ. Dạ, mời anh ngồi đi anh. Cảm ơn anh. Anh muốn tìm người bạn gái như thế nào? Người bạn gái đó tính tình hiền, dịu dàng, trung thủy, biết quan tâm đến mình và mọi người. Điều gì anh không thích ở người phụ nữ? Người phụ nữ là giả dối, bắt cá, nhiều tay, tính toán về vật chất, không trung thủy. Anh, nhưng bây giờ nếu mà kết hôn á thì mình sống ở đâu anh?
À, có tôi có nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Là có một cái nhà riêng ở xã Phú Chuông, Nhà Bè. Dạ. Căn nhà cũng có tất cả 4 phòng ngủ. Thì của mình anh mở anh ngủ với ai? Thì bây giờ đang chờ, nói đàn ông xây nhà thì phải có đàn bà xây tổ ấm. Căn nhà nó hoàn toàn trống rỗng, nội thất chưa có gì hết. Bây giờ chờ một cái bàn tay để xây tổ ấm. Dạ. Bây giờ ví dụ đám cưới là chừng nào anh đám cưới được? Nói chung càng sớm càng tốt. Nhưng mà anh có khuyết điểm gì không anh? Có chứ, khuyết điểm thì ai cũng phải có hết. Khuyết điểm nhiều lắm, đôi lúc cũng lê mê, nóng tính, nhiều lúc mình hay lãng trí nữa. Thôi bây giờ em hỏi anh câu cuối đi, em về bển nè. Anh thích cái mẫu người bạn gái giống như ai? Cái mẫu hình, mẫu lý tưởng của anh nè. Mẫu lý tưởng á? Dạ. Thì gương mặt nói chung là thánh thiện, phúc hậu như hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Và tính bản lĩnh, vui vẻ giống như Cát Tường. Ồ, dạ cảm ơn anh. Để em về em coi lại coi có giống hoa hậu không. Em gái ơi, em hỏi thiệt em gái nha. Dạ. Mình có ngại về tuổi tác gì không em? À, dạ không ạ. Tại vì em 37, anh 53 thì cũng phải là chênh lệch nhau nhiều lắm thôi. À, mình giới thiệu cho anh nghe một tí xíu nữa về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em là hiền, thích cuộc sống gia đình. Còn những cái mặt còn hạn chế của mình? À, mặt hạn chế của em là em rất nóng tính ạ. Vả lại nấu ăn của em không được khéo lắm. Chỉ nấu ăn ngang chừng mực gia đình thôi ạ. Vậy là tốt lắm rồi. Dạ. Nhưng mà em mới nói nóng tính, anh mới cũng nóng tính rồi sao? Em cũng thấy vậy đó. Ai nhường ai anh? Thì lúc mà người vợ mình mà nóng tính á thì mình phải nguội đó, mình phải im lặng đợi khi cô ta nguội rồi á, thì lúc đó hai vợ chồng mới tìm cách để nói chuyện với nhau. Dạ. Giàn hòa, có thể giàn hòa bằng một nụ hôn. Nhưng mà tính hỏi em là em có biết nấu bún bò Huế không? Anh thích ăn bún bò Huế lắm. Dạ có biết ạ. Dạ đúng là sở thích của anh hợp tính với anh đó. Hôm nay anh đi có người thân nào đi theo anh không anh? À, có hai người bạn nhạc sĩ Nam Vũ với nhạc sĩ Dũng Phạm á ở dưới. À rồi chào hai anh, nãy giờ nhìn dưới là em cũng nghi nghi rồi. Vâng, chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Bạn anh vui tính quá. Anh nhận xét về bạn mình như thế nào? Dạ thì bây giờ nó như vậy anh Quang, vì nghệ sĩ mà do đó là hơi lãng mạn. Sau này có gì đó thì chịu khó là chấp nhận cái tính lãng mạn đó, tại vì lãng mạn nó không có phải lúc nào nó cũng đẹp như người ta nghĩ là cái từ lãng mạn đâu. Và tôi là bạn của anh Quang, tôi thấy là cái cô bạn bên đây thì thấy là cô này cũng là dễ nhìn, phúc hậu, biết nấu ăn món Huế. Tôi biết là anh rất là thích ăn món Huế. À cảm ơn anh. Cảm ơn anh ạ. À, còn bạn thì sao, bạn có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ em đi một mình ạ. Có lẽ để em qua em xem bên đàn gái thế nào anh ha. Rồi qua em thông báo với anh. Bên kia là Thái Quang, bên đây là Thái Nguyệt. Hai người thương quá trời luôn vậy đó. Dạ. Nãy giờ nghe anh nói cảm nhận thế nào? Em cảm nhận một người đàn ông em muốn tìm. Rất là vui. Dạ. Nhìn anh dễ thương lắm. Dạ. Rất là yêu đời. Dạ. Ha. Từ một người mà vui tính mà yêu đời thì người ta sẽ rất là dễ tính. Dạ đúng rồi. Dạ. Nghĩ là bây giờ cho hai người gặp nhau đi anh Linh ơi. Cho hai người gặp nhau đi. Gặp lại hát một bài tình ca nào nhẹ nhàng ha. Kéo màn. Chào em. Dạ. Anh xin gửi tặng em một món quà. Dạ em cảm ơn món quà. Đây là cái album nhạc của anh. Dạ. Anh nhận thấy em có một khuôn mặt rất là phúc hậu, dịu dàng, mũm mĩm. Dạ. Nhưng mà rất là vui vẻ. Quan trọng nhất là sự phúc hậu á. Anh nghĩ em có một cái chiều sâu tâm hồn rất là phong phú. Em có chiều sâu tâm hồn nhưng mà tính em ít nói á. Những người ít nói thường nói nhiều ở trong tâm hồn. Anh hát tặng cô ấy một bài gì lãng mạn nhẹ nhàng thôi. Bây giờ anh xin hát một bài là trong cơn mơ người tôi yêu lại đến, đến cùng tôi trong giây phút ban đầu. Tôi ngắm nàng nhìn đôi mắt bồ câu và thấy cả muôn màu muôn sắc thắm. Đêm hôm qua nằm mơ anh thấy em, em xinh tươi như anh khen mỉm cười. Đôi môi em yêu như nụ hoa vừa hé nở, mái tóc liền thơm ngát mùi hương. Anh say sưa nhìn em đôi mắt mơ, đi bên nhau nhau bước thân thơ. Anh như mây bay và em như làn gió nhẹ, em xinh đẹp như tiên nữ trần gian. Hay quá. Cảm nhận thế nào? Em cảm nhận em rất thích bài hát của anh ạ. Anh ơi cho em hỏi một câu này. Anh ở Giờ Bà dạy em, nhà của em ở quận 12 dạy, anh có về thăm em không? Anh có chụp quen em không? Nói chung ở thành phố Hồ Chí Minh là chỗ nào cũng được hết em. À dạ. Thôi bây giờ mỗi người nói một câu thật tình cảm, sau đó mình tiến hành bấm nút. Anh hy vọng kể từ giờ phút này chúng ta sẽ tìm hiểu
để đi đến với nhau và cùng xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Ý của em như thế nào? À, em cũng mong rằng như vậy. Rồi, hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Rồi. 1, 2, 3. Anh bấm gì nữa, nãy em chưa đếm anh bấm rồi. Ủa đồng ý rồi đó, đồng ý hẹn hò đấy. Ngoan à. Tay gì anh nói gì? Tôi chưa đếm mà anh bấm mất tiêu rồi anh. Không, tự nhiên cái nút nó nhảy quá, không biết thì sao. Anh có thể hôn cô ấy cái hôn đầu tiên. Ý em thế nào? Thấy sao anh? Thấy sao anh nụ hôn lên như thế nào? Nụ hôn nó ngọt ngào, nó ấm áp. Chị thấy thế nào? Em thấy hạnh phúc lắm. Hạnh phúc. Chương trình sẽ tặng cho anh chị những chiếc vé xem phim. Dạ. Chúc anh chị có những buổi xem phim thật là hạnh phúc bên nhau nha. Dạ, em cảm ơn anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Gửi tặng anh chị nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn anh chị. Chúc hai chị hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn Quyền Linh, Cát Tường. Dạ. Dạ, mời anh chị. À, chúng em quen nhau từ năm học mẫu giáo anh, 4 tuổi ạ. Mấy? 4 tuổi. 4 tuổi ạ. Mẹ em vừa bắt em là cuối năm nay phải lấy chồng á. Nếu mà không lấy thì bắt lấy ai lấy đại luôn. Hả? Dễ thương quá. Cô gái thấy rất hạnh phúc là quá tuyệt rồi. Hy vọng rằng đây là bến cuối cùng. Hy vọng vậy. Hay. Bây giờ là chúng ta sẽ hoàn thành được một cặp đôi rồi. Đúng rồi. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xem có làm cho các tường và Quyền Linh hồi hộp như vậy hay không. Hả Mang? Mời bạn nam. Chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Ngồi chào chị Cát Tường. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn ngồi. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia. Chào bạn. Rồi, em tự giới thiệu tên mình luôn. Dạ, em tên là Liên. Hiện tại em đang làm kế toán. Liên bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi. Em quê ở Ngọc Ninh, Bình Phước. Rồi, mời bạn giới thiệu tên mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Văn Đô, quê Thanh Hóa. Đô hả? Dạ, đô ạ. Đô la hả chị? Ồ, có đô la không? Hay là đô con? Đô bao nhiêu tuổi đô? Dạ, em năm nay 28 tuổi chị ạ. 28 luôn. Nghề nghiệp của em là trưởng quầy trong siêu thị Aeon Nhật Bản. Trưởng quầy là sao hả bạn? Là mình phụ trách quản lý nhân viên, quản lý hàng hóa và giải quyết những cái khẩn nguy khi khách hàng nào gặp lên gì đó. Dạ, vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào 8 năm vậy. 8 năm rồi, dạ. Ở đây với ai? Em tự vào đại học mà ở một mình. Ở một mình, dạ, ở trọ hả? Ở trọ. Rồi, bạn trải qua mấy mối tình? Dạ, em trải qua 4 mối tình vậy. 4 mối tình rồi hả? Dạ. Mối tình dài nhất bao nhiêu? Mối tình chính thức và sâu đậm nhất là đó là mối tình đầu của em. Chúng em quen nhau từ năm học mẫu giáo anh, 4 tuổi ạ. Mấy? 4 tuổi. 4 tuổi ạ. Cái đó cũng tính là mối tình đó hả? 4 tuổi biết yêu. Vì em với cô học cùng mẫu giáo cùng nhau. Em hồi nhỏ thì em hiền lắm. Đi học có bị bắt nạt thôi, cô đến già bảo vệ, như thể siêu nhân bảo vệ em. 4 tuổi bảo vệ em luôn. Ừ. Lúc đó em cảm giác làm sao? Em rất ngưỡng mộ. Rồi sao nó lên từ... Sau bắt đầu từ lên cấp 1, em thích. Bắt đầu lên cấp 2, năm lớp 7 bắt đầu em viết thư. Lớp 7 viết thư tình rồi đó, dạ, hả? Vâng. Dữ dội ta. Bắt đầu chính thức yêu nhau là năm lớp 10 anh. Rồi chia tay nhau năm lớp mấy? Chia tay nhau cuối năm đại học. Chà, một mối tình dài quá dài, dạ, nha. Vâng. Bây giờ còn vương vấn gì không? Dạ bây giờ hết rồi anh. Cái gì đến thì đến, đi thì đi thôi anh. Nè, bạn gái mình giới thiệu về mình một chút xíu đi. Dạ, ưu điểm của em thì bạn bè hay nhận xét em là người vui vẻ hòa đồng, siêng năng chăm chỉ. Nhược điểm của em thì em hơi thẳng tính chị. Thích hay không thích em hay thể hiện ra bề ngoài của em á. Để cho bụng chi cho nó mệt, nó thẳng cho nó khỏe. Nhiều khi thẳng tính quá người ta hay ghét mình đó chị. Không có đâu. Nhưng mà 28 tuổi được bao nhiêu mối tình rồi bạn? Dạ em trải qua 2 mối tình rồi chị. Một mối tình là chính thức, một mối tình đơn phương. Vậy thì bao lâu rồi chưa có bạn trai? Lâu lắm rồi chị, chừng 2 năm. Tại sao trong thời gian qua mình cũng không có tìm được người nào? Dạ tại vì môi trường làm việc của em á thì mấy anh có vợ hết rồi. Với lại em thì đi học buổi tối nữa, không có tiếp xúc được với nhiều người á chị. Bạn làm nghề kế toán mình thấy mình có khô khan quá không? Cũng hơi khô khan xíu. Còn muốn người bạn trai như thế nào? Em muốn bạn trai em thứ nhất là về ngoại hình á, cao từ 1m67 đến 1m7, biết quan tâm đến gia đình. Bạn trai thấy đáp ứng được nhu cầu của bạn gái bên kia không? Dạ em đáp ứng khoảng 90% đấy anh. 90% luôn hả? Tự tin quá ha. Vì em sống tự lập từ nhỏ rồi, nên những công việc như thế là đi chợ nấu ăn hay là việc nhà thì em làm đều làm sẵn sàng làm hết. Nhưng mà 28 tuổi gia đình có thúc ép gì không? Dạ hối lắm chị. Mẹ em giờ bắt em là cuối năm nay phải lấy chồng á. Nếu mà không lấy thì bắt lấy ai lấy đại luôn.
Căng thẳng dữ vậy hả? Dạ. Em bị stress nặng luôn đó chị. Mẹ em bắt em phải lấy chồng trong năm nay. Sao kịp? Anh năm nay cưới được anh. Ủa nào luôn em ơi. Bị trời stress luôn. Dạ. Vì lấy chồng không được mà bị stress dạ. nặng. Trời em. Lấy ai cũng được hết trơn hả? Dạ. Vì đó là gia đình muốn thôi. Còn dạ. em mà lấy ai cũng được có được không? Dạ không. Em hơi khó, hơi kén chọn xíu. Nhưng mà nếu gia đình ép quá bắt lấy luôn thì sao? Bởi vậy mới cần chương trình này là anh lên gặp để cưới anh. À, cưới liền luôn hả? Dạ. Dứt khoát mấy năm nay. Dạ. À, cái vụ này hay rồi nha. Coi như tính trước là làm thiệt rồi đó. Dạ. À, nhưng mà rủ mình lấy sớm quá mình về không hiểu nhau rồi sao? Nó lòi ra tùm lum thứ. Em nghĩ là tăng tốc thời gian gặp nhau nhiều hơn. Anh sẽ chủ động em tuần gặp nhau một lần hoặc là hai lần. Tuần gặp nhau lần hai lần được ít quá. Ít quá hả? Một cái vấn đề cũng nhạy cảm, anh muốn hỏi em nè. Dạ. Bây giờ muốn tăng tốc như vậy, muốn hiểu như vậy, người ta thường chọn một cách nhanh, sống nhanh, tức là sống thử đó, để hiểu nhau nhanh hơn. Thì em nghĩ thế nào? Dạ em không sống thử á. Muốn nhanh mà không chịu sống thử. Dạ. Nhanh tức là mình gặp nhau nhiều quá chị. Lúc đi chơi hoặc đi ăn uống là mình biết được tính cách của người ta liền rồi chị. Em có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu của em là em khóc lớn lắm anh. Khóc thiệt là lớn luôn á. Có lần em khóc người ta tưởng em khùng luôn á. Khóc lớn quá. Chuyện gì mà khóc dữ vậy? Dạ, tại chia tay người yêu đầu tiên. Thử cái tiếng lớn là lớn sao em? Tại đang vui sao khóc được chị? Trời ơi, đây dễ thương à. Dạ, bên đây là muốn, được lắm, dễ thương nhưng mà muốn lấy vợ liền đó. Em có nôn nóng lấy vợ không? Dạ có, nếu được thì cuối năm nay luôn. Hả? Cuối năm nay luôn. Cuối năm nay luôn á hả? Bây giờ nè, trước khi chị qua chị coi mặt ảnh nè. Hỏi cái vụ cưới hỏi nè. Rồi điểm nào em không thích ở người bạn trai? Hô với lại con mắt lương á. Hô. Mắt lương là sao? Mắt lương là mắt hí á, mắt nhỏ. Quan trọng trái tim thôi, quan trọng như mắt. Trời ơi, chết rồi. Mắt lương, có mắt lương. Hô, có hô. Ốm, có ốm. Còn gì nữa không, làm luôn coi. Gì nữa? Dạ hết rồi chị. Hết rồi hả? Dạ. Mập được không? Dạ được. Mập ôm thích không? Dạ hả? Em có đặt ra tiêu chuẩn bạn gái mình về ngoại hình như thế nào? Ngoại hình thì ưa nhìn chị, có khuôn mặt phúc hậu, vui vẻ và năng động. Bạn kia vui lắm, nhìn là cười à. Bây giờ bên đây ta có cái áp lực gia đình bị stress luôn, là phải lấy lập gia đình sớm. Thì em cũng có áp lực gia đình nè. Bố mẹ nói là trong vòng một năm nay phải cưới vợ, đem về con dâu ra mắt cho bố mẹ. Thì em cũng nôn lắm rồi. Lấy nhau xong mình ở đâu? Hiện tại nếu lấy nhau xong thì thẻ thuê chung cư ở. Còn ở quê thì đã xây nhà xong hết rồi. À, nhưng mà ý bạn là muốn ở trong đây hay là muốn về quê? Muốn lập nghiệp trong này, sau 50 tuổi là về ăn nhàn tuổi già là về quê. À, 50 tuổi mới về quê, chuyện đó còn dài ha. Trước mắt là ổn định trong này trước. Rồi để mình hỏi cái vụ hói hô hô hói vậy nè. Ơi mà nó nghe nè. Mà tại sao mà hô không thích, hói không thích? Dạ em không thích chị. Móm được không? Móm chắc cũng được chị. Nhưng mà đừng có hô chị, không biết con trai hô. Hô hôn nó đụng hả? Vậy cái gì cũng được hết trơn, ảnh được hết hoàn cảnh giờ nè. 6 tháng cưới luôn nè, vừa ý mẹ em nè. Tao có hơi hô một chút thôi, làm gì ghê vậy? Vậy gặp mặt xem sao đó chị. Phải không? Hôm nay em đi có người thân cho theo ủng hộ mình không? Dạ em có em gái với lại đồng nghiệp của em trong công ty đi á chị. Đâu? Dạ em xin chào cô chú và quý vị khán giả. Thì em thấy anh này cũng được anh. Quan trọng là tính cách hợp với nhau hay không chứ. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 18 tuổi. Trời ơi tưởng đâu nhỏ hơn, không có được nhận xét gì tình yêu đâu nha. Rồi cho con gặp anh lớn lớn chút đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Anh thấy cái ảnh anh bên đó là sao? À, theo nhận xét của mình này, từ dì Liên cũng yêu cầu về chiều cao, là chiều cao là ok đó. Thế này dễ thương không? À, dễ thương á, có ý chí tự lập. Rồi cảm ơn bạn. Bạn trai có đi với ai không? Em xin lỗi vì em có một bạn thân nhưng mà bạn có chuyện đột xuất nên không đi. Những khuyết điểm, ưu điểm của bạn thế nào? Khuyết điểm là em hơi nóng tính. Có chuyện gì em hay bộc lộ ra ngoài nói thẳng này. Rồi bắt đầu xong đâu đó thì thôi, chứ không để lấp bụng để lâu. Với em có khuyết điểm là tối về đi làm về nấu cơm ăn thì em vừa ăn cơm vừa xem bộ phim Doraemon. Cái gì? Phải là Doraemon. Dạ đúng, Doraemon. Bởi vì cái nhân vật Nobita là giống ngày xưa. Còn cô Suzuka là giống bạn nữ ngày xưa của em, là hai bảo vệ Nobita. Nhưng mà sao bây giờ có người yêu mới thì xem phim đó nhớ người yêu cũ sao được? Là không, không em không có nhớ thì bạn đấy chỉ là em muốn trở lại tuổi thơ rồi thôi. Chứ không có nhớ thì nhung gì nữa. Rồi, về chắc chắn không nhớ ha. Dạ vâng. Rồi, chúng ta sẽ gặp mặt nhau. Kéo màn lên. Chắc chắn nha, chứ bên đây mà nghe nhắc tới bạn cái cũ tao không vui không rồi có đó. Suzuka với Nobita gì nữa nha. Kéo màn. Mời hai bạn. Anh có quà tặng anh. Cảm ơn anh. Mình sẽ biết được hỏi trước nhé. Dạ. Sau khi nghe những gì mình chia sẻ và cảm nhận ánh mắt đầu tiên thì bạn nhận cảm nhận như thế nào về mình? Em thấy anh cũng được. Được bao nhiêu phần trăm ạ? Được
70%. Còn về anh thì trước cái nhìn đầu tiên anh đã có cảm tình với em rồi. Ví dụ mình anh làm việc á, sau này anh muốn làm việc ở Bình Dương hay là sao anh? Anh định làm việc Bình Dương nhưng mà hiện tại em công tác ở đâu? Dạ ở thành phố ở Quận Nhất ạ. À, thì nếu em ở trên này thì anh cũng có thể chuyển về lên này làm cùng em luôn cũng được. Là chuyển được đúng không anh? Là chuyển được. Anh có hay đi du lịch gì không anh? À, anh thích đi dọc bụi đó, đi về những vùng quê dân dã. Có hơi hô thiệt mà. Không hô lắm chị. Mà có hô mà. Không hô. Trời ơi, cô muốn chồng dữ vậy, cô dễ dãi quá vậy. À, cho anh phép hỏi em một câu, em quan điểm thế nào về bữa cơm chiều của gia đình? Em thấy bữa cơm chiều hoặc là bữa chiều tối thì bữa cơm rất rất quan trọng. Ví dụ như là cả ngày mình đi làm về á, gặp nhau thì mình nói chuyện với tình cảm hơn. Em thích là gia đình ăn chung với nhau, ăn cơm với nhau. Đúng rồi, anh cũng thế. Thôi anh mới đi làm về thì anh đều đi chợ và nấu ăn. Dạ. Cho dù không có ai thì anh muốn đi chợ nấu ăn mình. Việc nhà thì anh làm được hết, giặt đồ nấu ăn, nói chung là lau nhà thì anh là làm. Người anh lấy ví dụ cưới nhau về có làm dâu không anh? Tạm thời làm dâu à, dâu chắc cả sau 50 tuổi về làm quê. Thì bây giờ hiện tại mình làm việc trong ngày mà. Còn khi nào về tuổi già nhà thì về đó. 50 tuổi còn làm dâu ấy nổi. Thấy sao? Thấy cũng có cảm tình. Thấy tim mình nó có rộn ràng không? Dạ rộn ràng là chưa có rộn ràng lắm. Tại bây giờ anh làm là... sao cho ta rộn ràng coi. À, em muốn đọc tặng bà nữ 4 câu thơ. Rồi. Ước gì anh lấy được nàng để anh mua gạch bát tràng để xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng dựa chân. À, anh hy vọng là chúng mình sẽ cho nhau một cơ hội để có thể nếu có duyên nợ thì chúng mình sẽ đi đỡ cuối con đường này. Em có đồng ý cho anh rửa chân không? Em cũng thấy hơi thích thích. Hơi thích thích rồi. Thôi vậy được rồi. Từ từ nó sẽ là thích thật. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1. Chúng ta 2 rồi mà còn 1 lại nữa. 3. Hết thời gian. Không biết bấm chỗ nào. Rồi hãy nắm tay bạn gái đi. Lấy hãy tạo cơ hội đến với nhau. Cưới luôn nha. Nãy ta nói là một tuần lần hai lần hơi ít đó nha. Cố gắng tăng tốc lên nha. Dạ vâng. Tại ba mẹ là quyết định là phải từ đây tới cuối năm phải cưới đó. Dạ vâng. Tôi cũng quyết định là cũng dự đám cưới luôn đó. Vậy khi nào mà đám cưới em sẽ mời các anh chị trong ban tổ chức chương trình. Nhớ nha. Dạ vâng. Báo gấp nha. Dạ. Rồi đây, những chiếc vé xem phim để các bạn sẽ có không gian thật là lãng mạn đến với nhau. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hãy dìu bạn ấy đi xem phim. Cảm ơn chân các anh chị. Cảm ơn. Chúc một cuộc tình nhiều lãng mạn. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Không phải là nhỏ con lắm nhưng mà được cỡ mà bằng hay là thấp hơn em thì sợ bế em không nổi. Nổi, cỡ nào khi đã yêu thương được, cỡ nào tôi bế cũng nổi thôi. Cao hơn em một chút xíu thôi cũng được. Rồi. Dạ, không có hói. Không có hói. Không có hô. Là với một người có ngoại hình ưa nhìn chút xíu. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Để đồ đây nè. Bây giờ thì mời nhà trai giới thiệu về mình cho nhà gái bên kia nghe luôn nha. Xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Và chào khán giả và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Thái Mẫn. Em năm nay 31 tuổi và hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc ở Bình Dương. Mẫn làm gì Mẫn? Dạ em là giảng viên đại học. Dạy trường nào? Dạ em dạy ở Đại học Thủ Dầu Một ở tỉnh Bình Dương. Rồi bây giờ mình nói về mình đi. Dạ em xin được chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Quyền Linh xin và chào. Xin chào anh Nam ở bên kia. Em xin được giới thiệu em họ Cao tên Quý. Mọi người hay gọi em là Cao Quý. Em quê ở Quảng Nam và hiện tại em đang làm quản lý đối ngoại cho công ty xây dựng. Hiện tại thì em đang ở Phú Nhuận. Cao Quý hả? Dạ Cao Quý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Mẫn? Dạ điểm mạnh của em là biết lắng nghe, luôn cầu tiến và có ý chí mạnh mẽ. Dạ điểm yếu của em là hay nóng tính và em hay tập trung vào công việc nhiều quá. Đôi khi là bị mất công bằng trong cuộc sống. Rồi bây giờ mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi em. Dạ, về cái điểm mạnh của em đó là em là một người rất là vui vẻ. Là em có nụ cười đẹp. Nụ cười tỏa nắng. Thế nên là em rất là hay cười. Nụ cười tỏa nắng. Dạ, em rất là hay cười. Nghĩa là em rất là ít để bụng những cái chuyện mà nó không hay, không vui. Em ít khi giận ai gì lâu lắm. Em thích nấu ăn.
thích trồng rau và em nấu ăn cũng rất là ngon. Em cũng có khả năng hát một chút xíu, rồi cũng có khả năng làm MC vừa. Điểm mạnh chưa mạnh của em đó là em hơi khó tính trong cái việc mà trong cái việc sắp xếp gia đình, kiểu như là cái việc mà gọn gàng sạch sẽ, em hay rất là khó tính trong cái việc đó. Nhưng cụ thể em làm cái gì cao quý? Em đang quản lý cái mảng đối ngoại của công ty xây dựng. Dạ. Anh Linh mà anh nghe cái chữ xây dựng nhà cửa đất đai cái là qua anh giọt qua. Xây nhà thích lắm. Em nghe nói em là đi tu nghiệp nước ngoài về đúng không? Em học mấy nước ngoài mấy năm? Dạ em học gần 6 năm. 6 năm, thạc sĩ hay tiến sĩ? Dạ hai cái luôn. Đó. Ủa em học ở nước nào vậy? Ở Anh đó. Ở Anh ở châu hả? Âu đó. Ờ ừ. Tôi cũng mới đi châu Âu về cái xứ sở mà có 7 độ đó. Tôi mới đi châu Đốc về cũng lạnh lắm á, 14 độ đó. Bây giờ đó, em không thích điều gì đàn ông nè, em nói cho anh nghe coi. Thật sự thì cái mẫu người đàn ông của em á thì em thích người đàn ông nói ít, em không thích là người đàn ông nói nhiều. Người nói ít lắm. Dạ. Em giảng đường nói mệt quá, về nhà chắc không nói nữa đâu. Một người có chiều sâu và phải thật sự là ngăn nắp và sạch sẽ. Thôi rồi. Có ngăn nắp sạch sẽ không? Dạ có, chắc chắn có, tại vì em hồi xưa ở bên đó thì cái chuẩn về sạch người ta rất là cao và người phương Tây cao lắm. À đúng rồi, 6 năm ở bên Anh. 6 năm ở Anh mà. Mẫu hình lý tưởng của em như thế nào hả? Cao quý. Phải cao hơn em. Tại vì em cũng không phải là nhỏ con lắm, nhưng mà cỡ mà bằng hay là thấp hơn em thì sợ bế em không nổi. Nổi, cỡ nào khi ta yêu thương được cỡ nào tao bế cũng nổi chứ. Cao hơn em một chút xíu thôi cũng được. Rồi. Dạ, không có hói. Không có hói. Không có hô. Là với một người có ngoại hình ưa nhìn chút xíu. Da ngâm ngâm thì lại càng tốt. Anh hay nhấn mạnh câu gì? Người phụ nữ hiện đại đừng bao giờ nói là tôi không thích thói. Phải nói ghét của nào trời trao của đó. Thì không vậy? Thiệt đó. Nói gì dạ, chào cô. Dạ, dạ. Chào gì chào? Gì? Tôi chưa cho qua đời trai tôi qua chào gì? Muốn gặp tiến sĩ phải xin phép đàng hoàng. Mắc cười quá. Rồi vậy thì bây giờ dạ, em cũng thích mẫu người phụ nữ như thế nào? Em cũng thích mẫu người phụ nữ thì là vừa truyền thống và vừa hiện đại. Và có cái sự chia sẻ trong cuộc sống. Dạ. Không có quá gọi là cứng đầu và không có luôn luôn bảo thủ. Em cũng không thích. Dạ. Có thích phụ nữ đẹp không? Dạ chắc như là có rồi, ai cũng thích rồi. Làm gì ai cũng thích. Ủa tôi hỏi sao mà, trời ơi tôi hỏi kệ tôi đi. Có những người đàn ông họ thích những người phụ nữ có duyên. Tại vì họ quan điểm rằng á, là phụ nữ đẹp không phải là phụ nữ của mình. Bây giờ ta nói câu là gì? Người yêu vợ đẹp phải vợ mình, người yêu đẹp phải người yêu của mình, đâu phải. Thì cái đó là quan niệm của mỗi người thôi. Đó là xưa rồi. Đúng không? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có tổng cộng 2 mối tình. Vừa xứ người vừa xứ mình luôn. Vậy đó hả? Dạ. Mối tình xứ người kéo dài được mấy năm? Dạ mối tình xứ người thì kéo dài được 2 năm. Còn mối tình thứ hai là cái thời điểm mà cách đây tầm 4 năm, chỉ tầm có vài tháng thôi, thì em lại có trúng một bổng đi học tiếp nghiên cứu sinh ở bên đó, ở bên Anh tiếp. Bên Anh. Bạn nói thì biết rằng em đi nên bạn nói cũng không có không chờ đợi nữa, không tháng chờ đợi tình tưởng đâu. Coi như chính vì vậy mà hôm nay bạn có mặt trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này đúng không? Dạ. Thực ra đó là một chàng trai rất là ấm áp đó, thực sự nói chuyện thì tao thấy lo rất học là quá. Tao lo sự nghiệp quá, thành ra là ế vậy đó ha. Em có mấy mối tình rồi cao quý? Dạ em cũng giống như bạn là em cũng đã có 2 mối tình. Gần nhất thì cũng là 2 năm rồi. Lý do sao chia tay? Người ta nói là khi mà yêu thì không có lý do, mà chia tay tới tất cả bạn lý do. Thì cũng có một số lý do. Cái công việc của em là nó chuyên về bên đối ngoại. Thì em sẽ giao tiếp nhiều. Dạ em sẽ đi rất là nhiều. Em cũng hơi ghen quá. Mình ràng buộc nhiều quá. Tại sao lại cứ hay hỏi lý do tại sao chia tay? Không phải mình soi mói người ta đâu. Lý do để chi mình biết khắc phục cho cái mối tình này nè, nó tốt hơn. Ok, hai bên cũng đã nghe tất cả mọi thứ rồi. Cao quý đi với ai? Hôm nay em đi với bé em, cùng đang ở chung với em. Hai vợ em ở chung với nhau cũng hơn 1 năm bé rồi. Bé em đúng không? Dạ. Em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và mọi người ở trong trường quay cùng quý vị khán giả đang xem đài. Đối với em á, tuy là mới sống chung có hơn 1 năm thôi, nhưng mà chị Quý là một người sống rất là tình cảm. Chị là một người có cá tính, gọi là một người phụ nữ như anh mong muốn là đảm đang việc nhà hay là một người phụ nữ của gia đình á. Và chuyện hiện đại á, thì em thấy chị Quý đều đáp ứng được hết. Còn anh trai thì em thấy anh là một người rất là giỏi, có kiến thức rất là
sâu rộng. Ngoại hình anh đẹp trai nhưng mà có một điểm nhẹ ở chị Quý. Hồi nãy có nói không thích thì cái đó để lúc mà gặp mặt á thì đó dễ khắc phục lắm em. Dạ, hai anh chị khắc phục lắm, giờ có thuốc rồi gắn nó vô hết rồi. Mẫn đi với ai? Dạ em đi với lại bạn đồng nghiệp cùng cơ quan với em. Xin chào cái ekip của chương trình làm Bạn Muốn Hẹn Hò, và đặc biệt là MC Quỳnh Linh và MC Hồng Vân. Dưới góc nhìn cảm quan của Hạnh thì Hạnh thấy rõ rằng là Cao Quý là một cái cô gái rất là hiện đại. Mà có một chút chia sẻ ở đây rằng gì? Thế bây giờ đối diện với người phụ nữ hiện đại thì các cái giá trị truyền thống thì bạn có cảm thấy áp lực không? Nhưng mà mình tin rằng là bạn Mẫn thì có thể là cái người đã từng đi du học sinh rất là lâu ở bên Anh rồi. Thì anh ấy có thể dễ dàng và dung hòa được cái này. Người ta sẽ nhìn là ok, có thể là em sẽ là người kiểu người hiện đại. Nhưng mà thật ra thì em là cái kiểu mà nó dung hòa giữa hiện đại và cổ điển. Em tự tin là em biết cách lúc nào mà em có thể là người hiện đại và em có thể là một người phụ nữ của gia đình. Rồi bây giờ thôi, mở cái hàng rào ra đi, để chị nó mệt, nó chật chội quá. Mở rào. Rồi, nhìn nhau đi nào. Wow, wow, yeah. Wow, Mẫn, wow. Anh có cái tai nghe, em là người hiện đại cho nên có thể rất là nghe nhạc nhiều nên tặng em. Dạ, okay. Em cảm ơn anh. Em cũng gửi tặng lại anh một cuốn sách. Đây là cuốn sách mà em rất là thích. Nói thật là em rất là thích nhưng mà em chưa có đọc. Thì nếu như mà anh đọc xong rồi thì cho em mượn lại nha. Rồi, để anh chia sẻ cho nhiều hơn. Và đầu tiên thì anh thấy cảm nhận được là em rất là xinh. Và cũng anh cũng khá là ngợp khi mà chứng kiến được em như này. Em cũng là người phụ nữ rất là tài giỏi và công việc cũng khá là ổn định. Thì trước đây em học ở đâu? Em học ở trường Đại học Công nghiệp 4. Anh thì cũng học ở gần đấy. Dạ. Khi mà về chung một nhà thì em có thích làm dâu hoặc là ở xe sống riêng một mình? Về cái trường hợp mà mẹ chồng nàng dâu, em không hiểu sao tại sao nhiều người lại có cái vấn đề là sợ cái vấn đề đó. Nhưng mà thật sự với em rất là thích. Khi mà nói giữa sự lựa chọn là có muốn ở chung với, là có muốn làm dâu hay không, thật sự em rất là thích làm dâu. Tại vì em tự tin về cái khoảng đó. Giờ em rất được lòng những người lớn. Với em á, khi mà quen một người á, thì chắc chắn rằng là cái tính của em là em sẽ không bao giờ đụng vào những cái cá nhân của người bạn của em. Ví dụ như là điện thoại hay là tìm phải hỏi cho được cái mật khẩu Facebook chẳng hạn. Nhưng mà phụ nữ nó cũng có cái giác quan thứ 6, có nghĩa là người ta không đụng tới, không có nghĩa là người ta không suy nghĩ gì hết. Phải làm sao để cho người phụ nữ của mình tin tưởng. Và em cũng như vậy. Em cũng muốn người bạn trai của mình tin tưởng. Thực sự ra thì anh nghĩ là mỗi người đều có cái quyền riêng tư của nhau, thì chúng ta không nên mà vi phạm cái đó. Cái thứ hai nữa là anh có một cái chung với anh, nó có sự rõ ràng. Và nếu như mà mình không thích cái gì thì mình có thể mà mình chia sẻ để mà mình điều chỉnh. Thôi mình giao lưu văn nghệ chút cho nó thoải mái chút thôi. Hai bên em tiến gần cô gái, có thể nắm tay cô gái để cảm nhận, trao nhau cảm xúc chút xíu nào. Đứng lên, hãy đứng lên. Em hơi run một tí vậy. Đừng có run của anh bên đây nè. Đứng tới đi, tới luôn. Đó, rồi nắm tay cô gái. Thấy cái này là bắt tay anh. Không phải bắt tay. Không phải nắm vậy. Đây nè, nắm này là hai tay đó. Dạ. Nhìn thẳng vào mắt cô gái đó. Nhìn nhau hát bài tặng nhau coi nào. Đây em hát trước ha. Mình thoải mái đi, anh hơi gồng quá. Dạ. Yeah. Tự nhiên em đã quên lời nó đầu tiên. Dạ, nói lời thật lòng được không? Thay để cho Quý hát điều rồi nói sao cũng được. Ok, anh muốn em hát trước hay là anh nói trước? Anh nghĩ là em thì là một người phụ nữ là cũng khá là rất là nhiều điểm tương đồng với anh. Em cho chúng ta cơ hội thì có thể chúng ta chia sẻ nhiều hơn và gắn kết nhiều hơn khi nói về chung một nhà thì rất là hay. Rất là hay. Anh xin lỗi em tại vì Văn Phạm anh hơi bị rung quá. Rồi hát đi tôi quý hát đi Quý. Hát xong nó còn rung nữa. Dạ, tại vì em sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam và hiện tại em đang sinh sống và lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế nên em xin gửi đến mọi người một ca khúc về miền Tây. Ok, rồi, sao lại sống ở đây? Em xin gửi đến mọi người ca khúc Áo Mới Cà Mau ạ. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Đường đi khó... xin lỗi. có một sự rung nhẹ. Thôi, nói chung là điện chạm điện rồi, có một sự rồi thôi được rồi.
thì chúng ta bấm nút. Không thích, chúng ta đừng bấm nút. 1 2 3 Hết thời gian. Và cô gái không bấm. Bấm. Có em bấm hả? Trời ơi, bấm chậm quá. Làm như hồi hộp quá. Hãy nắm tay nhau đi. Đấy. Rồi, thủ tục đầu tiên không thể thiếu được. Đó là nào, hãy hôn lên má nàng một cái. Nào, xỉu cũng hôn nữa. Trời ơi, thấy người gái hiện đại không? Nè, anh nói mà nghe chưa gì mới, em mới vừa tiến qua là ta để đưa nhẹ cái má. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Dễ cưng quá. Cố gắng lên nha tiến sĩ Mẫn. Rồi không thích gì nữa không? Không thích cái này tế nhị tính nói mà sợ. Để đâu sao đâu, không thích mình cứ nói để người ta biết thôi. Giống như phụ nữ mà chân mày lợp quá mà không thích. Thôi đưa tôi kiểm cái chân mày coi. Trời đó coi, thôi anh khỏi lo đi. Chân đã mày tôi đây trờ luôn, không có đi xăm luôn đó. Dạ. Mà chân mày ngon lành. Rồi xin mời nhà gái. Rồi chào kinh. Mời nhà trai. Chào anh trai, ngồi đi. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ lời đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, tất cả mọi người đang có mặt ở đây và bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Bích Hạnh, em sinh năm 1990. Công việc của em là kế toán. Em đang ở quận 7 và em làm một công ty ở Nhà Bè. Quê em ở Quảng Ngãi. Rồi mời nhà trai. Dạ, em xin, lời đầu tiên em xin phép chào anh Quyền Linh. Rồi, xin chào chị Hồng Vân, xin chào em gái kế bên và xin chào quý vị khán giả. Chào em xin anh. Tự giới thiệu, em tên là Võ Minh Tâm, 38 tuổi. Quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà em ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Em là viên chức nhà nước đang công tác tại phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Trưng Vương, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ mình nói về mình chút xíu nữa đi em. Điểm mạnh điểm yếu của mình nói cho bạn trai nghe. Ưu điểm của em là mọi người nhận xét em là nhìn có vẻ hiền và thật thà. Và nhược điểm của em thì chắc là rất là nhiều ạ. Chỉ nhìn nhất là em hay đỏ mặt. Tại vì là em khi mà gặp cái vấn đề nào thì kiểu như là sẽ đỏ mặt. Dạ. Cái đó không phải nhược điểm, cái đó là điểm đáng yêu. Bỏ qua đi. Dạ. Với lại là em hay tự ti về mình. Đó, cái đó là nhược điểm đó. Dạ. Mắc mớ gì tự ti? Tại vì lúc nhỏ là em cũng hơi thừa cân. Nên là em cảm thấy là ngoại hình của mình là nó không có được ổn. Nên là em cũng tự ti. Em vào đại học thì cân nặng của em cũng là khoảng 60kg. Xong em mới quyết định là em đi tập thể dục, kết hợp luyện tập và ăn uống. Rồi em giảm lần số ký của mình. Là bây giờ là em đã tự tin chưa? Dạ cũng chưa hẳn, em vẫn còn cũng còn đâu đó còn tự ti của mình. Em tự ti vậy rồi chị sao? Chị sao? Trời ơi, Phật nó dày nó còn tự ti nè, Linh coi chịu nổi không? Em nói chung là dễ thương lắm, em đừng có tự ti gì hết nhau. Dạ em cảm ơn chị. Mình phải tự tin lên, em tự tin chị mới tự tin được. Ok. Dạ. Mẹ trai, em nói ưu điểm khuyết điểm cho bên kia nghe đi. Dạ thì ưu điểm của em là siêng năng, chăm chỉ. Và không có biết hút thuốc và không thích nhậu nhẹt nhiều. Tốt. Và em có đặc biệt ưu điểm rất là lớn của em là ý thức tự lập rất cao, bởi vì em sống riêng nên em phải tự lo mọi thứ và nội trợ em cũng đi theo luôn, là rất là tốt. Em sống một mình hả? Em ở riêng nhà, ở riêng khu vực anh Linh. Là nhà riêng của em? Không, em chỉ có đất đai riêng thôi, còn nhà thì em vẫn ở nhà của ba mẹ, nhà bự đó, rồi mình ở một cái lầu riêng, cái lối đi riêng với một căn hộ, với một căn hộ riêng nhỏ. Nói hồi riêng là tôi phải qua tôi coi. Dạ. Của nã gì quá trời vậy? Dạ. Chào cưng. Dạ, dạ chào chị. Tức là em có đất đai. Dạ mua rồi nhưng chưa xây. Dạ. Có nghĩa là bây giờ em là chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ rồi. Giờ chỉ cần hốt một bà vợ về. Dạ. Dạ, em bỏ hết tuổi thanh xuân em vô mấy cái đó hết rồi. Đó. Nãy giờ em nghe bạn bên đây nói chuyện, cái cảm nhận của em sao? Dạ thì em thấy bạn đó được, hiền, với lại cái mốc mép cũng đúng ý em. Mốc mép dễ thương đúng không? Dạ, mốc mép tròn tròn nào cũng đẹp hết. Em khoái mốc mép. Tật xấu gì không? Dạ tật xấu thì em có mỗi là đo xấu tính đói, là đói bụng quá đó, mình ăn uống mình không có kiềm chế được cái sức ăn, mình ăn nhanh ăn nhiều, nhiều khi ra quán ăn sạch hay sẽ
không chừa miếng nào trong tô gì hết á. Không, cái đó tốt mà. Tôi nghe bên đây á là tự nhiên tôi có một cái cảm giác là hai cái bạn này á rất là xứng luôn. À vậy yeah. Thiệt. Để tôi qua tôi coi xứng sao. À. Chào anh ạ. Chào em gái. Mặc phu thê không? Phu thê hả? Ừ. Yeah. Thiệt. Được. Em không thích điều gì ở đàn ông? À, dạ là tính vũ phu ạ. Vũ phu. Với lại em không thích hút thuốc. Mày không có hút thuốc luôn. Dạ. Ở đây thấy Hiền không bao giờ vũ phu rồi đó. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của em một người đàn ông lý tưởng như thế nào? Em thích một người đàn ông là thiên về gia đình và sống tình cảm. Ngoài ra thì cũng thích du lịch với lại thể thao một xíu. Có du lịch thể thao không? Dạ, du lịch thì em trước giận mình thì không có ai để đi nên không đi. À. Nên nếu có thì đi. Dạ. Thể thao có không? Thể thao em có hết sơ đơn. Rồi vậy tốt rồi. Đúng em chỉ không? Có khuyết điểm là cái mái tóc hơi khiếm khuyết. Cái này cũng lý do chính lên đây, mái tóc tự ti. Đừng có tự ti, dạ. Tóc tai dễ lắm. Em không có tự ti cái gì á. Em là chị khẳng định với em là những gì em đang có là em phải tự tin. Đúng thì. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ em nói về cái đường tình duyên á. Đúng rồi. Đường tình duyên thì do em tự ti với cái mái tóc á nên em chỉ có dừng lại mức độ thích rồi không bày tỏ. Nhưng mà nói về mà cái quen biết ở trên thân thiết chút xíu thì ngày xưa có. Chưa có tình yêu có bao giờ nắm tay bạn gái chưa? Dạ thì rồi. Nắm tay có hung gò má có. Hung gò má thôi hả? Dạ không thì nó trên thân thiết chút xíu. Ngày xưa cuối 2008 đầu 2009. À vậy. Có 6 tháng rồi ngân. Bạn có mối tình mừng nào không? Chưa? À, dạ em có tìm hiểu một anh khoảng 6 tháng ạ. Cách đây hơn 2 năm rồi. 2 năm rồi nhưng mà thân thiết tới mức độ nào? Cũng nắm tay rồi cũng đi ăn uống bình thường rồi. Nắm tay ăn uống cũng hung má thôi đúng không? Dạ. Rồi khỏe luôn. Hai này hợp ghê. Hợp. Cảm ơn chương trình. Không thích con gái như thế nào? Không thích thì nhất là xăm trổ. Xăm trổ không có. Thứ hai là hung dữ. Gái. Không hung dữ, không nó này dữ nhìn vậy là không hung dữ rồi. Thứ ba là hay tụ tập nhiều chuyện. Không nhiều chuyện luôn. Đây luôn. Thì trả lời em đang nói không thích. Rồi không thích gì nữa không? Không thích cái này tế nhị tính nói mà sợ. Để đâu sao đâu, không thích mình cứ nói để người ta biết thôi. Giống như phụ nữ mà chân mày lợt quá em thích. Thôi đưa tôi kiểm cái chân mày coi. Trời đó coi, thôi anh khỏi lo đi. Chân đã mày tôi lây trờ luôn, không có đi xăm luôn đó. Mà chân mày ngon lành. Tóc tai còn không lo, đừng nói chân mày vô đây. Nhưng mà giờ em muốn cái mẫu hình lý tưởng của em phải như thế nào? Thì mấp mép, khuôn mặt dễ nhìn, rồi dáng dị hiền lành. Chị khẳng định với em là những cái điều mà em muốn là 100% bên đây dạ, có dạ, dương ơn, luôn dạ, 101 dạ. Luôn nè. Khoan đã, chưa hỏi đàn trai tôi cái này. Một cái lý do rất là kỳ, tự nhiên không thích chân mày lợt là sao? Dạ giống như kiểu mà không có được lãng mạn á. Ủa chân mày lợt nó liên quan chứ không lãng mạn. Dạ thì theo cá nhân em nghĩ là phụ nữ chân mày lợt thường thường giống như là không có độ lãng mạn. Không có, không dám đâu. Dạ thế suy nghĩ phụ nữ là chân mày lợt thì không có, không có gì, không có lãng mạn nhiều như mấy người mà hơi rậm rậm chứ. Tôi kể tới đi, tôi kể tới đi. Phụ nữ tôi coi trước thôi, không lợt đâu nha, đậm á. Thôi được rồi, bây giờ em gái đi với ai nè? Dạ em đi với bạn em ạ. Rồi chào bạn. Dạ chị xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân cùng chào tất cả quý vị ở đây. Hiện em đang sống chung với bạn Hạnh. Hạnh là một người là trong chuyện tình cảm á, bạn rất là nhát, cực kỳ nhát luôn, hơi ngố một xíu nữa. Thì còn về bạn trai bên đây á Hạnh, thì lại thấy là bạn trai bên đây là đúng là cái người mà Hạnh đang tìm kiếm mấy lâu nay rồi đó. Đúng rồi đó, à. Y chang luôn. Giống luôn ha. Hy vọng sang năm á, sẽ nhận được một cái thiệp gì đó của Hạnh nha. Rồi, đàn trai đi với ai? Dạ, em có đi với một chị đồng nghiệp cơ quan. Em xin chào anh Quyền Linh và xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Đây, bây giờ chị cũng thấy cái cô bé này rất là dễ thương. Dễ thương. Nói chuyện nhỏ nhẹ, chân mày đậm theo ý em rồi đó. Bây giờ em cứ việc tiến tới đi và cho một cơ hội chị ăn đám cưới cho tụi em chứ. Đó, đúng dạ. Rồi, cảm ơn chị. Rồi. Rồi, bây giờ mở rào nghe. Cười, gặp cái là cười vui vẻ liền. Dạ. Tới luôn, tới luôn. Anh hôm nay đến đây có một món quà với một cái bó hoa. Mà bó hoa này chân trên đây thì mở đèn gì nó đẹp hơn. Dạ. Đó, quá trời đẹp rồi. Dạ. Cảm ơn. Rồi dạ. Mở món quà ra coi là gì. Đưa hoa chị cất để mở. Món quà này là nước hoa. Em sẽ dùng để mình hẹn hò đi chơi cho vui. Dạ, cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà đây anh. Đây là cuốn sách. Dạ. Đáng nhân tâm. Anh cũng thích đọc mấy cái này. Tại vì anh sống thiên về đạo lý. Anh thích làm thơ về đạo lý lắm á. Em cũng nghe anh tặng em một bài thơ về đạo lý cho em nghe. Dạ có ạ. Dạ. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ kết thúc, nỗi buồn nào cũng đến lúc qua đi. Vương vấn mà chi, suy nghĩ làm gì,
Cứ vui, cứ sống, cứ tình, cứ say. Có ai đâu mà sống mãi kiếp này. Đời người ngắn ngủi, hãy dành yêu thương. Cho nên mới có hai chữ vô thường. Ai ơi hãy nhớ, hãy nhường nhịn nhau. Hãy yêu thương lấy tình nghĩa làm đầu. Đừng sân si mà chửi nhau nặng lời. Khẩu nghiệp mình gieo tội lắm ai ơi. Nhân quả là có, cuộc đời nặng mang. Dạ. Thôi tự làm luôn. Dạ dạ, em có khiếu làm thơ. Ồ. Người đọc người mở quà. Bây giờ em thích nghe gì anh hát cho em nghe tặng chứ. Dạ. Anh cái gu anh là sở trường giọng cổ cái lương á. Còn em thích nghe trẻ hay là bolero hay dân ca gì anh cũng dạ, vậy nhưng mà lương giọng à? Cổ thì số một hơn. Ngày tháng hôm nay anh thầm mong mơ tình muôn thuở, thầm ước mong sao cho mối duyên ta không gian dở bao giờ. Không cánh, không xa, không đợi, không chờ. Làm quen nơi đây như tình yêu cổ tích. Càng hiểu cuộc đời nên không thể xa nhau. Ngồi ở chương trình này em đó anh đây. Chỉ lặng nhìn nhau rồi trao lời tâm sự. Để đêm về anh thao thức tương tư. Gom nhớ, gom thương, yêu thầm trong hư ảo. Rồi em gái đáp lại bài đi. Thử xem. Dạ rồi, em hát không được hay nên là sao, mọi người sao? Anh hát bù qua bù lại cũng được sao? Dạ. Em hát một bài, một đoạn trong bài Cảm ơn tình yêu ạ. Lần yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi ngừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Cảm ơn. Sao nhìn nhau không nói nên lời là sao? Dạ, anh thấy em thì hợp với anh. Dạ. Hơi mất mép, hiền lành. Dạ. Dễ thương, anh nghĩ em hiền hậu rồi đó. Nó nghe giọng nói là anh nghĩ em hiền hậu rồi đó. Dạ, em cảm ơn. Rồi anh nghĩ em là nói chung là giống anh là quyết quan tâm với người lớn hơn là anh thích. Còn anh tính nói với em một điều là anh có ý thức tự lập lắm. Tuổi thanh xuân anh đã làm hết rồi. Bây giờ mình chỉ phát triển lên thôi. Nếu mà có hẹn hò tiến tới cuối cùng á thì phát triển lên chứ không có bắt đầu số không. Nên có đó em anh nói cho em để em hiểu yên tâm gì đó luôn. Nếu mà được thì khoảng bao lâu các bạn có thể tiến tới? Theo anh á, nếu mà trong năm nay thì tốt, thì sợ em thôi chứ... Em thì khi mà mình tìm hiểu mà đủ tin tưởng lẫn nhau thì có thể là cuối năm. Tại vì thì trong năm nay luôn. Dạ, ba mẹ okay. Em thì cũng hay hối em. Nói chung em là hợp với anh á, anh thấy rất là ok á. Anh sẽ bấm nút á, nhưng mà giờ trước khi anh tới cái vụ đó á, thì anh sẽ hát cho em một câu cải lương ngắn cho mọi người đi vui luôn. Trái tim của bạn trai thế nào, nói cho bạn gái biết đi. Em rất là thích em Hạnh. Dạ, thì anh em đánh giá thế nào về bộ chân mày? Chính xác, nhìn đi, nhìn thôi cái đi. Chân mày đi. Chân mày em có trang điểm, chân mày người ta có trang điểm rồi đó. Nói chung là cái đó về lý thuyết, còn thực tế thì có thể là mình không có nên quan trọng những vấn đề đang nói về những vấn đề sở thích thì mình nói thiệt thôi chứ nói dối lòng làm gì. Nếu về cũ bôi cái make up ra chân mày nó lật nhách thì sao? Dạ chắc Hạnh chắc biết ý chứ không có để vậy đâu vậy. Bây giờ có thể đi xăm mà. Đúng rồi. Dạ. Nói chung anh thấy em đẹp theo ý anh được á. Chân mày em đậm rồi, anh yên tâm đi ạ. Nói chung không phải chân mày không mà là em là cái mẫu người anh thích rồi đó. Em cảm nhận thế nào người đàn ông nhìn thẳng vào mắt anh ấy coi. Em cảm thấy anh là chân thật. Người để mình có thể tin tưởng được. Rồi, anh cảm ơn. Dạ. Anh nghĩ chúng ta hợp rồi đó, còn tìm hiểu là cái đó giống như là một cái gì đó nó thêm chút xíu thôi. Chứ thật sự ra là hợp rồi. Rồi về ghế không bấm. Còn gì để nói nữa nào, rồi. Nào thích bấm nút luôn. Các bạn thấy cảm giác đây là một nửa yêu thương của mình, bấm luôn, không chờ đợi gì cả. Đó, rồi xong đó. Bấm rồi. Còn bấm luôn rồi thôi rồi tôi rồi khỏi luôn, bấm luôn. Xong luôn. Cho nó ngọt. Đó, thích nhau quá rồi bấm luôn, nắm tay luôn. Rồi, hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ, anh xin, anh xin. Đúng rồi. Đó, dễ nhẹ nhàng cái tóc nào. Ra. Lâu rồi. Lâu chút nha. Nào, đó nhẹ nhàng vô. Đó, một tay. Lâu lâu chút. Trời ơi. Có duyên có phần nó vậy đó, nhanh lắm. Dạ. Chỉ cần
nhìn thấy nhau đã yêu nhau rồi. Dạ. Cưới vợ là cưới liền tay nha. Rồi. Trong năm nay á, trong là năm nay rớt liền. Bây giờ là 31, 38 rồi. Đúng dạ. rồi. Đúng không? À. Không thời gian không chờ đợi nữa. Bây giờ hứa với ba mẹ của bạn gái gì đi. Con xin phép hai bác cho con được tìm hiểu làm quen em Hạnh để tiến tới hôn nhân nghiêm túc chưa trong năm nay. Con hứa là sao? Con hứa sẽ yêu thương, lo lắng và bảo đảm hạnh phúc. Hạnh có muốn nói gì với ba mẹ của? Dạ con chào hai bác ạ. Hôm nay con với anh gặp nhau ở đây là một cái duyên. Thì con với anh sẽ trao nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu mà có duyên thì con sẽ tiến tới hôn nhân ạ. Thôi, hai đứa sớm dạ. thông báo tin vui chương trình nha. Dạ. Hôm nay là ngày rất là đặc biệt rồi đó. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chương trình. Cố lên nha. Dạ. Báo tin vui chương trình nha. Dạ. Như vậy chúng ta đã kết thúc hai cặp đôi thưa quý vị. Xong rồi. Chúc mừng. Ừ. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm mà đôi khi mình trong công việc cái chị mình stress nặng á, thì đôi khi hai người cãi nhau thì có thể hơi to tiếng một xíu. Có đánh người không em ơi? Bạn kia bạn họ có đánh người không kìa? Không, dạ không đâu anh. Anh trai không em mối tình rồi. Anh hỏi chính thức hay không chính thức? Chạy hết cũng được. Để em đến. Tình duyên của Cưng sao nè? Nếu mà tính là được một mối tình là chính thức, dạ khoảng 8 năm ạ. Lý do gì chia tay vậy? Quen lâu rồi. Không hiểu nhau quá rồi nên mỗi người một. Trời ơi. Dạ, một mối tình đầu tiên á là khoảng 6 tháng. Là hồi cấp 3. Rồi. Còn mối tình thứ hai là 7 năm. Trời ơi. Tôi cũng yêu 7 năm luôn. Dạ. Trường kỳ ha. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.